Tại sao ngày nay có như vậy? Bởi thầy tìm học trò. Không còn học trò hiếu thân tôn sinh nữa. Tại sao cần học trò hiếu thân tôn sinh? Bởi chỉ có hiếu thân tôn sinh thì họ mới có thể học vào được. Họ thật học. Bất hiếu cha mẹ, bất kính thầy. Thầy giảng cho họ thì họ không lưu ý. Không đặt lời dạy vào trong tâm. Cho nên đi vào bên tay phải thì đi ra bên tay trái rồi. Vậy là thầy không tìm được học trò. Đợi đến học trò muốn học thì thầy đi xa rồi. Phật môn ngày nay khó rồi. Hiện tại thế nào? Không có thầy. Chúng ta đến đâu học? Có, không có thầy. Thì nơi nơi đều là thầy. Học trên màn hình TV. Nghe giảng kinh trên màn hình TV. Từ đầu đến cuối, chứ gì nghe bộ kinh này 1.000 lần. Xem thử khai ngộ hay chưa? Rất có thể đã khai ngộ. Lại đọc thêm 1.000 lần. Thì đại ngộ rồi. Lại đọc 1.000 lần nữa, thì đã đại triệt đại ngộ. Có người làm thực nghiệm hay không? Có. Trước mắt chúng ta thì có hai người. Hai người đó đều khai ngộ rồi. Làm sao biết đã khai ngộ? Kinh mà chưa từng học, kinh chưa có xem qua, chưa gì lấy đưa họ xem, chưa gì đọc cho họ nghe, thì họ giảng cho chưa gì nghe, thông hết. Thông một kinh thì thông tất cả kinh. Tại sao vậy? Bởi trí huệ viên mãn trong tự tánh. Chỉ cần thấy tự tánh thì trí huệ hiện tiền. Trí huệ này không hai không khác với chư Phật Như Lai. Cho nên đều thông hết. Chúng ta nên suy nghĩ xem. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp 49 năm là học với ai? Ai là thầy của Phật? Không có. Không thầy mà tự thông. Làm thế nào mà thông? Đã làm nhìn thấu buông xuống đến tột cùng thì thông rồi. Tại sao chúng ta không thông? Chính là không có nhìn thấu, không có buông xuống. Chưa buông xuống thì tắc nghẽn rồi. Chưa nhìn thấu thì nghi ngờ. Vấn đề ở chỗ này. Do đó, Đại sư Huệ Năng không có ai dạy Ngài. Mà Ngài đại triệt đại ngộ, đều thông hết tất cả. Thứ nào cũng thông. Chưa từng đi học. Tiếp đó, quay đầu lại xem. Chúng ta xem thêm Khổng Tử của Trung Hoa. Khổng Tử là thánh nhân. Nếu Khổng Tử ra đời tại Ấn Độ, thì mọi người xưng Ngài là Đức Phật. Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời ở Trung Hoa, thì người Trung Hoa gọi Ngài là thánh nhân. Thánh nhân của Trung Hoa là tương đồng với cảnh giới của Đức Phật. Địa vị là bình đẳng, chính là Phật. Lão Tử, Trang Tử, Mạnh Tử là Đại Bồ Tát. Lão Tử, Khổng Tử, Văn Vũ, Chu Công đều là Đức Phật, đều là vô sư tự thông. Vì thế chư vị thật sự muốn học, không phải không thể học, chỉ cần chư vị thật nghe lời. Mấu chốt là nghe lời. Thật thà, thật làm. Có ba điều kiện này thì chư vị sẽ thành công.
chúng ta tìm một bộ đĩa CD học tại nhà. Tôi vừa mới nói có hai người. Người đầu tiên, là cư sĩ Lưu Tố Dân ở Đông Bắc. Cô ấy mỗi ngày, tôi ước đoán, cô ấy đọc Kinh Vô Lượng Thọ 10 giờ. Hai mươi năm không gián đoạn. Cô ấy thành công rồi. Không thầy tự thông rồi. Kinh nào cô cũng thông rồi. Còn có cư sĩ Hồ Tiểu Lâm làm doanh nghiệp ở Bắc Kinh. 6 năm gần đây, ông ấy chuyên công một bộ sách Đại Thừa Khởi Tín Luận, Liệt Vọng Sớ, là chú giải của Đại sư Ngẫu Ích, vừa luận kèm chú giải. Đã đọc 3.000 lần thì thông rồi. Đến nơi đây thăm tôi nói ông giảng cho tôi nghe thử. Tôi đã ghi hình bài của ông ấy lại. Ông ấy nói với tôi, hai câu nói này của cổ nhân không sai chút nào, không phải lừa người. Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, đọc sách 1.000 lần tự thấy nghĩa của sách, 1.000 lần tiểu ngộ, 2.000 lần đại ngộ, 3.000 lần đại triệt đại ngộ. Không khó. Đây là chánh pháp. Đây là Phật Bồ Tát đã mở cho chúng ta cửa lớn, cửa ngộ. Chứ gì phải giác ngộ. Ngài có phương pháp vô cùng hay khéo. Thiện căn thật sự sâu dày. Chúng tôi thường nói là thật thà nghe lời, thật sự làm. Người như vậy thiện căn thuần hậu. Nếu người ấy tiếp nhận Phật pháp sẽ thành tựu nhanh chóng hơn người khác. Căn tánh thông thường sẽ chẳng thể tiếp nhận hoàn toàn. Luôn xen tạp ý nghĩ của chính mình vào trong ấy. Đối với giáo huấn của Thầy, ngay cả đối với giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật, luôn nảy sinh hoài nghi. Nhất là chúng ta cách Ngài đã hơn 3.000 năm, chúng ta luôn nghĩ những gì lão nhân gia đã nói tương ứng với xã hội trong hơn 3.000 năm trước. Cách làm ấy vẫn còn đúng cho hiện tại hay sao? Vẫn có thể sử dụng hay không? Chúng ta đều tự ngỡ chính mình thông minh. Hiện tại là xã hội gì? Vì thế, dẫu là kính ngưỡng tiếp nhận, nhưng cũng bị giảm bớt rất lớn. Đến ngày nào thật sự ngộ nhập, mới biết chính mình đã đi đường vòng rất nhiều. Đi sai chỗ rất nhiều, đó là chẳng nghe lời người già chịu thua thiệt trước mắt. Vẫn kể như là còn khá lắm, quý vị còn thoát ra được. Có nhiều kẻ đã đi mà chẳng thoát ra được, cứ đi lanh quanh mãi, chẳng biết đi đến nơi đâu. Số này chiếm đại đa số. Một số ít coi như rất may mắn còn thoát ra được. Sau khi đã thoát ra, bồi phục giáo huấn của Phật nằm vóc sát đất. Vì thế chúng ta phải biết, ta cũng từng đi đường vòng. Chúng ta biết điều gì? Kinh dạy Phật Phật đạo đồng. Chẳng phải là một mình Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta như vậy.
mà mười phương ba đời có thể chư Phật đều nói theo cách này. Trì giới tu định khai trí huệ. Trì giới là gì? Là giữ quy củ. Đức Phật nói như thế nào, quý vị liền làm đúng như thế ấy. Chớ nên giảm bớt, chớ nên biến đổi. Ngài là bậc từng trải, là bậc từ phàm phu đã tu thành Phật, Ngài hiểu rõ. Chúng ta vô tri, chưa từng đi theo con đường ấy, đang sờ sẵn. Thế mà quý vị chẳng nghe theo người khác chỉ điểm, vẫn mong lương lẹo trí trá, luôn mơ tưởng chắc là trong ấy còn có con đường tắt, chúng ta hãy tìm xem, không chừng Phật cũng chưa phát hiện. Chúng ta luôn có ý tưởng ấy. Đó là gì? Hiện thời gọi kiểu suy nghĩ đó là cách nhìn khoa học. Chẳng biết phương pháp của người ta là đúng. Đã lâu tôi thường nói với quý vị về phát Bồ Đề Tâm. Tôi thêm vào đó mấy chữ. Trong kinh luận đều nói ba chữ, tôi nói năm chữ. Mọi người sẽ dễ hiểu. Tôi dùng năm câu, mười chữ. Thể của Bồ Đề Tâm là chân thành. Sự thọ dụng của Bồ Đề Tâm chính là thâm tâm, rất khó hiểu. Tôi dùng văn tự trên đề kinh Vô Lượng Thọ. Trên đề kinh có năm chữ: thanh tịnh bình đẳng giác. Đây chính là thâm tâm. Cho nên tất cả đều là hai chữ, trên chữ giác thêm vào chữ chánh. Thanh tịnh bình đẳng chánh giác, đây là thâm tâm. Phía sau thêm vào hai chữ từ bi, nghĩa là tha thọ dụng. Đối với người khác phải là đại từ đại bi, đối với chính mình phải thanh tịnh bình đẳng giác. Thể là chân thành, thanh tịnh chân thành, bình đẳng chân thành, chánh giác chân thành, từ bi chân thành. Đây là Bồ Đề Tâm. Mấy chữ trên đề kinh này đúng là bao la vạn tượng. Nếu lấy Tam Bảo mà nói, Phật Pháp Tăng Tam Bảo, thanh tịnh là Tăng Bảo. Bình đẳng là Pháp Bảo, chánh giác là Phật Bảo. Quý vị xem, có đầy đủ Tam Bảo, đầy đủ Tam Học. Tam Học là giới định huệ, thanh tịnh là giới học, bình đẳng là định học, chánh giác là huệ học. Quý vị xem, trong đây có đầy đủ Tam Bảo và Tam Học. Ba học vị cũng ở trong đây. Thanh tịnh là A-la-hán, bình đẳng là Bồ-Tát, giác là Phật. Tất cả đều ở trong đó. Trong cuộc sống hàng ngày, từ sáng đến tối, khởi lên ý niệm là tương ưng với nó, không rời nó. Niệm niệm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, gọi là phát Bồ Đề Tâm. Tâm này phát lên rồi, phải thực hành như thế nào? Thực hành ba cội rễ. Thực sự thực hành được ba cội rễ này rồi,
là bước đầu thực hành Bồ Đề Tâm. Bước đầu rất quan trọng, bước đầu là nền tảng mà. Nếu không có bước đầu, sẽ chẳng có bước thứ hai. Nếu không thực hành được ba cội rễ này, thì Bồ Đề Tâm chỉ có tiếng chứ không có thật. Đó không phải thật có. Niệm niệm không rời Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm chắc chắn thành tựu. Một phương hướng, một mục tiêu, một bộ kinh, một câu Phật hiệu, chẳng có người nào không thành tựu. Trong một đời này viên mãn thành Phật. Tu những pháp môn khác rất khó. Khó ở chỗ nào? Khó chỗ đoạn phiền não. Không đoạn được phiền não, pháp môn tịnh độ không cần đoạn phiền não. Chỉ cần khống chế phiền não là được rồi. Khống chế phiền não dễ hơn đoạn phiền não nhiều. Dùng phương pháp nào để khống chế? Dùng nhất hướng chuyên niệm. Hằng ngày không rời kinh Phật, không sanh tập khí phiền não. Đọc kinh cách nào? Lưu Tố Dân cư sĩ là tấm gương. Cô ấy nói mỗi ngày nghe kinh 10 tiếng đồng hồ. Nghe kinh gì vậy? Nghe kinh Vô Lượng Thọ. Không nghe kinh nào khác. Trong tay cô có đĩa giảng kinh của tôi. Đĩa giảng ngày xưa. Ngày xưa giảng mỗi đĩa là một giờ đồng hồ. Cô vẫn còn nghe những đĩa đó. Mỗi ngày nghe 10 tiếng đồng hồ. 10 tiếng đồng hồ không phải nghe 10 đĩa, mà chỉ nghe một đĩa. Có nghĩa là một đĩa nghe 10 lần. Cô ấy đã nghe như vậy. Đại khái nghe 10 năm rồi. Nghe nói cô ấy giảng ở đây mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ, 7 ngày giảng 14 tiếng. Ở đây có đĩa giảng của cô ấy. Sau khi nói chuyện ở đây xong, bên thẩm quyến mời cô ấy qua bên đó, mỗi ngày giảng 8 tiếng đồng hồ. Cô ấy không cần soạn bài giảng. Chúng tôi tin cô ấy không cần nhìn bài giảng. Quý vị nghĩ xem, mỗi ngày nghe 10 lần, mỗi đĩa nghe 10 lần, đã nghe 10 năm rồi mà còn cần nhìn bài giảng nữa sao? Mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ, càng giảng càng hứng thú, càng giảng càng hoan hỷ. Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Quý vị hỏi cô ấy có nắm chắc vấn đề giảng sanh chăng? Chắc chắn cô ấy trả lời rằng nắm chắc. Đây không phải là lời nói dối đâu, sự thật đấy. Khi nào giảng sanh, bất cứ lúc nào cũng có thể đi được. Bây giờ còn ở thế gian này thì sao? A-di-đà Phật. Cô ấy nói A-di-đà Phật giao nhiệm vụ cho cô ấy làm gương cho chúng sanh noi theo. Bằng không, cô ấy đã về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, còn ở thế gian này làm gì nữa? Cô ấy làm tấm gương cho mọi người noi theo. Đây là đức thứ hai trong tứ đức mà Hoàng Nguyên Quán nói. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Điều thứ hai trong tứ đức, oai nghi hữu tắc, chính là học vi nhân sư, hành vi thế phạm, nghĩa là làm gương cho mọi người trong xã hội. Ừ.
Mới đầu cô ấy cũng rất vất vả, không vất vả thì mọi người sẽ chẳng tin, vất vả rồi mọi người sẽ tin. Cô ấy bị bệnh nặng như thế, niệm Phật A Di Đà đã hết bệnh. Cho thấy nhất hướng chuyên niệm quan trọng biết bao. Công phu chân chánh chẳng phải là điều gì khác, chỉ là buông xuống. Chúng ta niệm kinh sẽ có thể khai trí huệ ư? Đúng vậy, biết niệm sẽ khai trí huệ, không biết niệm sẽ tăng trưởng phiền não. Biết niệm là gì? Là khi niệm kinh buồn phân biệt chấp trước xuống. Đó là biết niệm. Khi niệm kinh, hễ còn có phân biệt chấp trước thì là chẳng biết niệm. Niệm kiểu đó không chỉ chẳng thể đoạn phiền não, mà còn sanh ra phiền não. Phiền não gì vậy? Là sở tri chướng. Quý vị đã có phiền não chướng, nay lại có thêm sở tri chướng. Sai mất rồi. Do đó, Mã Minh Bồ Tát đã dạy chúng ta ba nguyên tắc trong niệm kinh, chúng ta phải ghi nhớ. Niệm kinh, thính giáo tức là nghe giảng, đều phải tuân thủ các nguyên tắc ấy, nghe giảng đừng chấp trước tướng ngôn thuyết. Đừng chấp trước tướng danh tự, đừng chấp trước tướng tâm duyên, trong tâm quý vị trở nên có phân biệt, trở nên chấp trước, đừng suy nghĩ. Hãy nhất tâm nghe kinh, quên sạch những ý niệm khác. Đều buông xuống, đó gọi là biết nghe. Nghe kinh là như vậy, có thể đắc định, có thể khai ngộ. Kẻ chẳng biết nghe ấy chính là lũ phàm phu chúng ta mong nghe giảng. Nghe người ta giảng nói như thế nào, bèn nhớ kỹ từng câu trong lòng. Hệ thuận với ý mình thì bèn sanh tâm hoan hỷ, hệ trái với ý nghĩ của mình bèn phê bình. Đó gọi là sanh phiền não. Quý vị nghe giảng hoặc đọc xong, tâm sanh mừng, giận, buồn vui, sanh khởi những thứ ấy. Người thật sự biết nghe sẽ đạt được gì? Đạt được thanh tịnh, bình đẳng giác, đạt được những điều ấy, đó là biết nghe. Nói cách khác, nghe kinh lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, lìa tướng danh tự, đó là thanh tịnh, bình đẳng giác. Khi đọc kinh, trở nên chấp trước tướng văn tự. Văn tự là phù hiệu ngôn ngữ. Mã Minh Bồ Tát dạy chúng ta đừng chấp trước tướng ngôn thuyết, chúng ta cũng đừng nên chấp trước văn tự. Mà cũng đừng chấp trước tướng danh tự, cũng trở nên phân biệt, chẳng cần suy nghĩ câu này có ý nghĩa gì, câu kia có ý nghĩa gì, chẳng cần phải suy nghĩ. Đọc kinh như vậy sẽ có thể đắc thiền định. Sẽ có thể khai ngộ. Vì thế biết và không biết có quan hệ rất lớn. Thứ gì quý vị cũng đều hiểu, hãy nắm lấy nguyên lý và nguyên tắc của chúng. Vì sao ta nghe kinh? Vì sao ta đọc kinh? Nhằm khai ngộ, nhằm tu tâm thanh tịnh. Chúng ta cùng nhau cộng tu 2 tiếng đồng hồ, cùng nhau chia sẻ. Có phải là trong 2 tiếng đồng hồ ấy tâm địa thanh tịnh, chẳng có tạp niệm xen vào đó? Nhất tâm nơi kinh giáo hay không?
Nếu như thế thì đúng. Nghe kinh giáo mà chẳng chấp trước kinh giáo thì đúng, hoàn toàn đúng. Đến khi thuần thục xác thực là cảnh chuyển theo tâm. Công phu của quý vị sâu xa. Công phu sâu là gì? Ý niệm thật sự tương ứng với tự tánh. Phiền não, tập khí dần dần nhạt mỏng. Dần dần tiếp cận trí huệ và đức tướng trong tự tánh. Tự tánh khởi tác dụng. Này chúng ta chẳng khởi tác dụng, vì sao? Vì chúng ta rất gần với phiền não tập khí. Cho nên, tánh đức chẳng khởi tác dụng. Chuyện này không quan trọng cho lắm. Thời gian chúng ta nghe kinh quá ít. Công phu chẳng đủ. Vì thế, thực sự, có hoàn cảnh tu học. Mỗi ngày, có thể nghe kinh 10 tiếng đồng hồ. Tôi tin tưởng là 3 tháng hay nửa năm, quý vị sẽ biến đổi. Phương pháp ấy hết sức hữu hiệu đối với người căn tánh trung hạ. Nay chúng ta gọi họ là phần tử trí thức. Phần tự trí thức tu học phương pháp ấy đặc biệt có hiệu quả. Ngài có phương pháp vô cùng hay khéo. Thiện căn thật sự sâu dày. Chúng tôi thường nói là thật thà nghe lời, thật sự làm. Người như vậy thiện căn thuần hậu. Nếu người ấy tiếp nhận Phật Pháp, sẽ thành tựu nhanh chóng hơn người khác. Căn tánh thông thường sẽ chẳng thể tiếp nhận hoàn toàn. Luôn xen tạp ý nghĩ của chính mình vào trong ấy. Đối với giáo huấn của Thầy, ngay cả đối với giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật, luôn nảy sinh hoài nghi. Nhất là chúng ta cách Ngài đã hơn 3.000 năm, chúng ta luôn nghĩ những gì lão nhân gia đã nói tương ứng với xã hội trong hơn 3.000 năm trước. Cách làm ấy vẫn còn đúng cho hiện tại hay sao? Vẫn có thể sử dụng hay không? Chúng ta đều tự ngỡ chính mình thông minh. Hiện tại là xã hội gì? Vì thế, dẫu là kính ngưỡng tiếp nhận, nhưng cũng bị giảm bớt rất lớn. Đến ngày nào thật sự ngộ nhập, mới biết chính mình đã đi đường vòng rất nhiều. Đi sai chỗ rất nhiều. Đó là chẳng nghe lời người già chịu thua thiệt trước mắt. Vẫn kể như là còn khá lắm. Quý vị còn thoát ra được. Có nhiều kẻ đã đi mà chẳng thoát ra được. Cứ đi lanh quanh mãi, chẳng biết đi đến nơi đâu. Số này chiếm đại đa số. Một số ít coi như rất may mắn còn thoát ra được. Sau khi đã thoát ra, bồi phục giáo huấn của Phật nằm vóc sát đất. Vì thế chúng ta phải biết, ta cũng từng đi đường vòng. Chúng ta biết điều gì? Kinh dạy Phật Phật đạo đồng.
Chẳng phải là một mình Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta như vậy. Mà mười phương ba đời hết thể chư Phật đều nói theo cách này. Trì giới tu định khai trí huệ. Trì giới là gì? Là giữ quy củ. Đức Phật nói như thế nào, quý vị liền làm đúng như thế ấy. Chớ nên giảm bớt, chớ nên biến đổi. Ngài là bậc từng trải, là bậc từ phàm phu đã tu thành Phật, Ngài hiểu rõ. Chúng ta vô tri, chưa từng đi theo con đường ấy, đang sờ sẵn. Thế mà quý vị chẳng nghe theo người khác chỉ điểm, vẫn mong nương lẹo trí trá, luôn mơ tưởng chắc là trong ấy còn có con đường tắt, chúng ta hãy tìm xem, không chừng Phật cũng chưa phát hiện. Chúng ta luôn có ý tưởng ấy. Đó là gì? Hiện thời gọi kiểu suy nghĩ đó là cách nhìn khoa học. Chẳng biết phương pháp của người ta là đúng. Quý vị thấy người ta chẳng dùng tới khoa học hiện tại, chẳng sử dụng những dụng cụ khoa học tiên tiến nhất, chẳng dùng những thứ đó, cũng chẳng dùng toán học cao sâu, đều chẳng cần. Mà tu thiền định. Chúng ta thì chẳng tin vào thiền định, cứ tin vào khoa học, cứ nghĩ khoa học thấy được chứ thiền định không thấy. Người tu thiền định biết thật sự đắc định thì kích thước của thời gian và không gian bị đột phá. Từ thiền định rất sâu thấy được nguyên khởi của vũ trụ. Vũ trụ hình thành như thế nào? Đức Phật đã nhìn thấy những chuyện đó từ 3.000 năm trước ư? Chẳng phải vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật đã sớm thành Phật. Trong Kinh Phạm Vọng nói, Ngài đến thế gian biểu diễn 8 tướng thành đạo lần này chính là lần thứ 8.000. Kinh Phạm Vọng nói như vậy, hé lộ một chút tin tức. Đúng là diễn từ biện, Đức Phật thực sự đang biểu diễn. Biểu diễn Ngài tu thành Phật như thế nào? Ngài thị hiện cũng rất có ý nghĩa. Thị hiện là một người trẻ tuổi hiếu học, thích học rộng, nghe nhiều. 19 tuổi đi tham học. Gần như đối với các vị cao nhân trong tất cả các tôn giáo và tất cả các học phái tại Ấn Độ, Ngài đều từng thân cận, đều đến tham học. Nhưng chúng ta phải chú ý, đây là chỗ học tập thật sự. Học nhiều dường ấy, đến cuối cùng buông xuống toàn bộ. Trở lại đường xưa. Đường xưa là gì? Nhập định. Nhập định bên sông Hằng, dưới cội Tất Bát La. Trở lại đường xưa. Sở học trong 12 năm đều buông xuống. Chẳng buông xuống sẽ chẳng thể khai ngộ. Đó là gì? Là sở tri chướng. Trong hai thứ chướng, một là phiền não chướng, tức là tham sân si mạng, những thứ ấy là phiền não chướng. Học một đống lớn như vậy là sở tri chướng.
thảy đều chướng ngại quý vị tu định, chướng ngại quý vị khai ngộ. Tuy vậy, Kinh Phật cũng nói đến chuyện học rộng nghe nhiều. Chúng ta đọc kinh đều rất hời hợt, đều chẳng chú tâm. Học rộng nghe nhiều nói ở chỗ nào? Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện, câu đầu tiên là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đây là bảo quý vị phát tâm đại bồ đề, phát tâm đại bồ đề mong phổ độ chúng sanh. Muốn độ chúng sanh, ắt phải có đức hạnh, có học vấn. Nên chuyện đầu tiên là thành tựu đức hạnh của chính mình, tức là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Giai đoạn tu hành đầu tiên là đoạn phiền não. Trì giới và tu định đều là đoạn phiền não. Tức là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, phiền não chướng, sở trì chướng, toàn bộ đều phá, toàn bộ đều buông xuống. Sau đấy mới học pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phiền não thể đều đoạn sạch, trong Phật Pháp nói là quý vị đắc căn bản trí. Căn bản trí là như thế nào? Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, căn bản trí là vô tri, bát nhã vô tri. Có nghĩa gì? Căn bản trí là định. Nó khởi tác dụng không gì chẳng biết. Nghe kinh có thể nằm nghe không? Hỏi, anh ấy hỏi nghe kinh có thể nằm nghe không? Đáp, nằm xuống nghe rất thoải mái. Người giảng kinh ngồi ở đó giảng, người nghe kinh nằm ở đó nghe. Đây là không cung kính. Không thể nói là không được, không cung kính. Nhưng có khai duyên. Khi nào khai duyên? Khi quý vị bị bệnh, quý vị không thể ngồi dậy được, có thể nằm đó nghe. Nếu như quý vị có thể ngồi dậy được, nhưng quý vị lại muốn nằm nghe, ham muốn thoải mái, đây là đại bất kính. Thành tựu Bồ Tát thế xuất thế gian, Đại sư Ấn Quang nói rất hay. Học từ trong thành kính, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Cho dù Phật Bồ Tát đến giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta không có tâm thành kính, một phần lợi ích cũng chẳng có. Quý vị được bao nhiêu lợi ích là ở tâm thành kính của bản thân quý vị. Huống hồ quý vị biểu hiện thành kính này trên ngoài nghi, không những bản thân được lợi ích, cũng có thể giúp đỡ chúng sanh khác hóa tha. Người khác thấy quý vị nghe kinh cung kính như vậy thì họ cảm động. Quý vị có thể làm cảm động nhiều thêm một người thì công đức càng lớn. Đừng tưởng rằng không có ai ở đó có thể tùy tiện một chút. Cái suy nghĩ này sai rồi.
Chúng ta nghe kinh không có người ở đó, có quỷ thần ở đó. Mắt thịt của chúng ta không nhìn thấy có rất nhiều chúng sanh vô hình. Chúng ta cung cung kính kính đầy đủ oai nghi. Họ cũng tôn kính quý vị, quỷ thần cũng tôn kính quý vị. Nếu như quý vị kinh mạng, quỷ thần xem thường quý vị. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Nhà Nho thường nói quân tử thần độc. Độc là một mình, đều rất cẩn thận, không dám phóng dật, không dám tùy tiện. Đạo lý cũng ở chỗ này. Cho nên cái thời đại này, Hoằng pháp lời sanh có chút độ khó. Khi chúng ta mới học, lão sư giáo huấn dặn bảo nhiều lần, nói với chúng ta, Ngài nói các anh đến chỗ tôi đây cầu học đều là quỳ ở trước mặt tôi tiếp nhận giáo huấn. Đó là thật, chúng tôi là quỳ cầu pháp ở trước mặt lão sư. Tương lai khi các vị giảng kinh, dạy học truyền pháp, không như vậy, phải đổi lại. Các vị đem Phật pháp quỳ ở dưới đất muốn tặng cho người, người chưa chắc cần bạn. Lời nói này của lão sư đã nói qua với tôi rất nhiều lần, tôi nhớ được rất rõ ràng. Cho nên, ngay trong đời này của tôi, đi qua rất nhiều nơi, tình hình Hoằng pháp dạy học hoàn toàn giống như những gì mà lão sư Lý đã nói. Lão sư đem lời này nói trước, cho nên chúng ta gặp phải tình hình này, nghĩ lại, lời lão sư nói không hề sai. Chúng ta phải tu nhẫn nhục ba la mật. Hòa niệm tổ trong khi mang bệnh đã làm chú giải cho kinh này. Vì sao? Còn không phải là vì việc này sao? Hy vọng mọi người, hy vọng người đọc được chú giải này của ông. Đối với chương cũ như vậy, đều phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm Phật A-di-đà. Nên tận trong lòng mình biết tôn trọng, để phát khởi lòng tin về pháp môn tu tập. Như vậy sẽ được lợi ích. Trong đời này của chúng ta có hy vọng vãng sanh. Còn như sơ suốt 12 chữ này, Phật tiếp dẫn chúng sanh không sai lầm. Lịch đại tổ sư lưu truyền kinh giáo, họ không sai lầm. Ngày nay người có duyên với chúng ta đem kinh giáo này giới thiệu cho ta cũng không có gì sai. Nhưng do nghiệp chướng của mình quá sâu nặng, nên ta không thể làm được, cũng không thể phát tâm, cũng không thể một lòng chuyên niệm. Cho nên dù đã kết duyên với tịnh độ, nhưng vẫn luân hồi trong lục đạo như xưa. Đây mới là thật sự sai lầm. Nhất định phải biết tự làm tự chịu. Người khác có giúp chúng ta cũng không giúp được.
Tại sao ngày nay khó như vậy? Bởi thầy tìm học trò. Không còn học trò hiếu thân tôn sinh nữa. Tại sao cần học trò hiếu thân tôn sư? Bởi chỉ có hiếu thân tôn sư thì họ mới có thể học vào được. Họ thật học. Bất hiếu cha mẹ, bất kính thầy, thầy giảng cho họ thì họ không lưu ý, không đặt lời dạy vào trong tâm. Cho nên đi vào bên tay phải thì đi ra bên tay trái rồi. Vậy là thầy không tìm được học trò. Đợi đến học trò muốn học thì thầy đi xa rồi.